Anh em, chào mừng em trở lại với cái kênh mình nhé. Hôm nay nó có sự kiện Tết đấy các bạn này. Nó có chuỗi sự kiện Tết này luôn nha. Và sự kiện này các bạn vào đây này. Đấy, thì vốn mình hôm nay đang có là 20M, mình đã nạp vào 20M, mình đã thường được thường nạp như thế này các bạn này. Được 888.000 đồng. Các bạn nhớ tích lũy như này, mình đã nạp vào hôm qua rồi. Bởi vì nó có sự kiện ngày tối ngày hôm qua 23 giờ. Thì bây giờ nó có sự kiện tích lũy nạp này, các bạn sẽ nhận được những phần quà như này nha. Nhớ điều đó cho mình nha anh em, bởi vì cái này free mà. Cái này các bạn đó là nạp vào các bạn mất tiền, nhưng mà cái này là free các bạn này, là sự kiện điểm danh này đấy. Nhưng mà sự kiện điểm danh này các bạn phải hên kìa. Đây các bạn này, hoàn trả nạp đây các bạn này, cụ thể như thế này các bạn này, 20 triệu ấy thì các bạn sẽ nằm trong khoảng từ 10 đến 30 đúng không? Các bạn sẽ được 188, 30 thì các bạn được 588 ngàn, khá là ngon anh em ơi nha. Thì vốn mình hôm nay là đang có là 20 mê 888 ngàn, nhưng mà mình lúc này mình đã tích lũy với là mình điểm danh ngày này ấy, mình sự kiện điểm danh ngày các bạn này, mình đã nhận được quà khá là to nha. Vì năm mới mà anh em ơi, nó còn cho nhiều ưu đãi để anh em cuốn vào chơi ấy, nhưng chơi game chỉ như vậy thôi, hên là cái quan trọng chính mà anh em ơi. Hôm nay thì mình vào chơi game bài anh em ơi, bài hôm nay mình chơi bài poker anh em, hy vọng hôm nay là nó cho mình ăn thôi, đừng có cho toang được anh em ạ. Chơi mà ai muốn toang bao giờ đâu, nhưng mà tình hình là đéo toang đéo được rồi. Mới đó mà nó đã toang rồi kìa anh em ơi. Cái gì về tới? Đây rồi. Lúc này nó thắng mới thắng một ván đấy. Nhưng mà vẫn còn lỗ nha. Còn lỗ anh em ơi. Còn lỗ đấy, đéo phải lời gì đâu. 18 mề anh em ơi. 19 mề đấy. Đây rồi, gần hòa vốn này anh em ạ. Vãi đạt, đánh mà đáng này người ta tính lời chứ, mình đánh nó còn tính hòa, bây giờ hòa vốn chưa chịu, đen là phải chịu thôi chứ anh em. Đây rồi, cuối cùng đã lọc lá rồi anh em này, lại đấy, bây giờ mới bắt đầu thấy lại đấy anh em ạ, đánh cả hồi rồi mới bắt đầu thấy lại đấy anh em. Thì cái mèo đánh này các bạn cần lưu ý cho mình này, đánh bài poker này các bạn cần lưu ý cho mình này. Ở đây từ từ nha, đây các bạn này, khi đánh các bạn sẽ có trên hoặc dưới này, tỷ lệ nhân ở đây, thành ra là các bạn nhiều lúc các bạn không nên đánh chỉ mình đánh trên dưới đâu nha, đôi khi các bạn phải đánh đỏ này hoặc đen. Và khi nào các bạn nên đánh big draw cơ rô đây, đó là các bạn tùy thuộc vào con ở đây này, tùy thuộc con là ví dụ con cái này, nếu các bạn đánh dưới thì các bạn tỷ lệ thắng rất cao, nhưng mà đánh trên thì thắng chả được bao nhiêu. Thì lúc đấy các bạn tốt nhất là các bạn nên đánh ấy đấy, nên đánh cái khác đi đúng không, nên đánh đen đấy ví dụ như vậy đó, thắng này ngon không anh em, ngon chứ, đỏ đi đấy thấy chưa, rồi đi đấy, trời ơi kìa, pha đó mình mà đánh trên dưới chắc chắn mình thua rồi, bởi vì hòa là mình thua mà đúng không, nếu đánh trên dưới mà, nhưng mà may mình đánh rô, bởi vì lúc này bây giờ mình đánh thấy rô nó ít về big nữa, nó đéo về anh em, big nó về tiếp đây rồi. Ôi rồi mình nói nó ca mấy, nó về big tiếp kìa, nhưng may nó sau đó nó còn về big tiếp, hên nha. Đánh cái này các bạn nên non thôi, chuồn đi cơ kìa, lúc này chuồn khá lâu rồi không về đấy. Đây rồi, rô đi, rô lâu rồi không về anh em ạ, thôi đỏ đi, đổi ô rô luôn kìa. Ui tiếc chưa kìa anh em ơi, tiếc thật sự đấy anh em ạ, quá tiếc luôn đấy. Quá tiếc luôn đấy, lúc này big cơ hay về big ở chuồn, chuồn ít về thôi, chuồn đi big kìa, thế big đi đúng rồi, big tiếp anh em ơi, thôi chuồn đi, ván này chuồn đi. Ôi giời, big tiếp kìa, đó big về nhiều vậy rồi, ôi giàng ơi, đây rồi, khó ăn quá anh em ạ, đéo phải dễ ăn nó tí nào đâu, không phải dễ ăn nó đâu anh em ạ, không phải dễ đâu. Trời ơi, cái đéo gì vậy trời. Má nó kìa, lại thua lại luôn này đấy. Má nó chứ kìa. Cái đéo gì vậy trời.
Nó lác luôn kìa. Má nó kìa, thua lại luôn rồi đấy anh em. Còn mấy game đéo lại bịp thế. Mình đéo giữ cái nguyên tắc của mình đánh rồi. Chính nó quy thì bố mày cũng chịu. Thua thật anh em ơi. Hai mê mà còn nó từng này nữa thì chịu rồi. Ôi giời ơi, công nhận nó cho tiền free, đéo có gì free đâu anh em, nó cho em để em cuốn đồ chơi đấy anh em ơi. Thì 88 mê này thì bây giờ thì mình sẽ vào đây anh em ơi. Mình sẽ nạp vào 3 mê đó, nếu thắng thì ngon, đéo thắng trong, đéo thắng thì mình chịu thôi anh em ơi. Mà lần này là nạp cuối cùng luôn, thắng thì nghĩ, đéo thắng thì thôi, chịu. Các bạn bỏ qua anh em ơi. Anh em, mình đã trở lại đây nha. Thua đã thua chịu thôi anh em ạ. Bây giờ thua 2 mê muốn gỡ khó chứ đéo phải dễ gì đâu anh em ạ. Rồi bắt đầu ngon này. Chuồn tiếp đi. Thế chuồn tiếp đi. Đúng rồi. Thôi đen đi. À, nó rô tiếp cái đen này. Đen là nữa. Đúng rồi. 43 đấy anh em. Có khả năng gỡ rồi đấy. Có khả năng thôi anh em. Quái đạn kìa. Quái đạn thật đấy. Đây rồi. 45 đấy, còn 5 mê thôi anh em. Mình chỉ cần thắng 5 mê rồi lên 5 5 mê là nghĩ thôi anh em ạ, đéo còn nhiều đâu. Nhưng mà lên được hay không nó một chuyện anh em ạ. Chứ có phải khi nào cũng lên được đéo đâu. Nhưng mà lên dễ như vậy đứa đéo nó ăn còn làm giàu đấy à? Đen đi. Trời ơi. Đó. Đen đi. À, mình đánh đen nó đỏ đỏ nó đen. Đây may nó ván này nó chuồn này. Nó lịnh thật đấy, dưới đi. Đúng rồi. Lên 5 5 mê rồi anh em ơi. Thế là sao? Mình là thắng rồi. Anh em ạ. Còn đánh nhanh có thật anh em ơi. Nghĩ anh em ơi, nghĩ nha. Thôi, video này mình túc nha. Bye bye anh em.